Trước khi đi du học thì các bạn chắc chắn sẽ phải tìm hiểu, cân nhắc kỹ việc lên kế hoạch tài chính. Mình cần bao nhiêu tiền để có thể đi du học? Du học Đức thì các bạn sẽ cần phải chứng minh tài chính. Các bạn chứng minh tài chính bằng việc là các bạn phải bỏ một cái khoản tiền nhất định vào ngân hàng Đức, Deutsche Bank hay là sau này thì có Vietcombank. Và hồi mình đi là năm 2009 thì lúc đó mình phải chứng minh khoảng 7.800 hay là 7.900 gì đó. Còn bây giờ thì như mình vừa mới tìm hiểu ở trên trang web của Đại sứ quán Đức ở Việt Nam thì cái số tiền mà các bạn chứng minh hàng tháng là tầm 720 euro một tháng nhé, tức là cái số tiền đó các bạn phải có trong một tháng. Thì một năm các bạn phải chứng minh khoảng 8.640 euro. Và chưa kể là số tiền mà các bạn sẽ phải chuẩn bị để mà học tiếng nhé, học tiếng thì các bạn hình dung như này, để mà có thể xin visa sang Đức thì các bạn cần ít nhất là bằng B1 đó, cần bằng B1. Tuy nhiên thì nó chỉ là cái yêu cầu chung thôi, còn cái yêu cầu cụ thể thì các bạn phải xem vào mỗi trường. Và như mình biết thì hiện tại thì mỗi trường, có nhiều trường người ta đã tăng cái yêu cầu đây là phải có bằng B2 nhá. Các bạn thể hình dung là chúng ta cần phải học bao nhiêu khóa tiếng Đức để có thể lên được bằng B2. Thứ nhất là A11, A12, A21, A22, B11, B12 và B21, B22. Mình tính sơ sơ là khoảng 8 khóa học tiếng Đức. Và về số tiền là bao nhiêu thì còn tùy thuộc vào cái nơi mà các bạn học và cái loại hình khóa học mà các bạn tham gia. Có những cái khóa cấp tốc, siêu cấp tốc, các bạn học cả ngày, ngày nào cũng học thì cái chi phí của nó sẽ tăng lên. Và cái điều này các bạn hãy tìm hiểu thêm nhá. Có những cái thông cái nơi dạy tiếng Đức ở Hà Nội mà mình được biết như là Viện Goethe này, Đại học Bách Khoa, Đại học Ngoại ngữ đó, và có rất nhiều cái trung tâm khác thì các bạn có thể tìm hiểu trên mạng đó. Bản thân mình thì mình học tiếng Đức từ cấp 3, học chuyên tiếng Đức tại trường chuyên ngoại ngữ, và mình có tham dự những cái khóa học tiếng Đức ở Viện Goethe cho đến hết C1 trước khi mà mình sang Đức du học. Rồi, đó là cái khoản chi phí mà các bạn cần phải lưu ý đó. Còn chi phí xin visa này nhá, chi phí mua vé máy bay, rồi khoản chi phí khoản tiền nhất định mà các bạn mang theo phòng túi khi mà các bạn đặt chân đến nước Đức, thì ví dụ như là đi lại, đi từ sân bay về nơi mình sinh sống này, rồi tiền thuê khách sạn nếu như mà các bạn chưa tìm được nhà, rồi tiền ăn uống vân vân và vân vân nữa. Thì khi mà các bạn cộng tất cả con số đó lại thì các bạn sẽ ra được cái hình dung, ra được cái khoản tiền mà các bạn sẽ phải chuẩn bị. Tuy nhiên mình nghĩ là du học Đức cũng đã rất là tiết kiệm rồi, các bạn không phải đóng học phí nhiều như là các nước châu Âu hay là nước Mỹ, nước Úc vân vân đó. Thì so với các nước đó thì du học Đức chi phí không quá là cao. Và cái việc là các bạn sau khi mà các bạn tốt nghiệp mà các bạn đi làm và sau một thời gian ngắn, mình nghĩ là các bạn rất là dễ dàng để mà có thể hoàn lại được cái số tiền mà mình đã bỏ ra cho việc học, nếu như mà các bạn thực sự cố gắng và gặp một chút may mắn. Câu hỏi tiếp theo mà có lẽ là các bạn sẽ quan tâm sau khi mà chúng ta đã biết là chúng ta phải chuẩn bị khoảng bao nhiêu tiền để mà có thể đi du học Đức, đó là việc làm thêm ở Đức như thế nào. Ở Đức thì sinh viên được quyền đi làm thêm. Các bạn sinh viên được làm thêm 120 ngày toàn thời gian hoặc là 240 ngày bán thời gian trong năm. Khi mà học dự bị thì các bạn lại không được quyền đi làm thêm, mà các bạn được làm thêm trong kỳ nghỉ mà thôi. Đó, trường sẽ khi mà các bạn tốt nghiệp dự bị thì trường sẽ cho các bạn một cái giấy chứng nhận là các bạn được đi làm thêm. Tức là trong cái khoảng thời gian nghỉ nghỉ giữa dự bị và đại học thì các bạn được quyền đi làm thêm. Thực sự thì việc làm thêm cũng là một cái cơ hội rất tốt để giúp các bạn có thể cọ sát với cả văn hóa Đức, với con người Đức. Tuy nhiên thì có nhiều bạn hỏi mình là có thể trang trải cuộc sống hoàn toàn việc làm thêm hay không, thì bản thân mình có thể nói là rất là khó, rất là khó. Và nếu như mà các bạn
đi làm thêm vào cuối tuần thứ bảy chủ nhật. Đó, thì các bạn cùng lắm các bạn kiếm được khoảng 400, 500 một tháng tùy thuộc công việc bạn làm. Nhưng mình hồi đó khi mà học đại học thì mình làm thêm ở một cái cửa hàng ăn nhanh. Thì cái số tiền mình kiếm được tầm khoảng 8 euro một giờ, tuy nhiên có phải trừ đi rất là nhiều khoản nữa, thuế rồi bảo hiểm xã hội rồi bảo hiểm y tế vân vân vân, thì trừ đi thì còn tầm khoảng 400 500. Nếu như là nghỉ hè các bạn làm nhiều tiếng hơn thì các bạn sẽ kiếm được nhiều tiền hơn. Tuy nhiên thì để mà trong trong học kỳ mà bạn đi làm thêm nó mà các bạn kiếm được tiền mà các bạn chi trả được cho mọi thứ thì khá là khó, bởi vì riêng tiền nhà các bạn đã phải trả tầm khoảng 200, mình nghĩ là từ 200 euro trở lên, còn tùy thuộc vào thành phố bạn sống, như Nguyên Trần thì đắt hơn có 500 hay là thậm chí là hơn như vậy nữa, riêng tiền nhà thôi. Rồi còn tiền bảo hiểm tầm khoảng 80 90 euro một tháng, còn tiền đi lại này, tiền ăn, tiền sách vở vân 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 vân. Bởi vậy mà người ta ước lượng cái số tiền mà một một người tiêu trong một tháng ở bên Đức đó là khoảng 720 euro, và đó chính xác là cái số tiền mà các bạn đã chứng minh ở trong chứng minh tài chính nộp vào trong cái tài khoản ngân hàng Đức. Và các bạn hoàn toàn có thể rút cái số tiền này ra để chi tiêu. Tuy nhiên thì nó là tài khoản phong tỏa, spare control, bởi vậy nên là các bạn không thể rút quá số tiền này trong một tháng. Và thế nên là khi mà các bạn đi làm á, thì các bạn như mình thì mình lập một cái tài khoản khác của một ngân hàng khác. Đó, thì nó không phải là spare control nữa mà các bạn có thể rút được nhiều như là các bạn muốn nhá. Và nó cũng là một cái sự phòng ngừa khi mà cái tài khoản kia của các bạn nó không rút được quá cái số tiền quy định, mà trong khi đó mình lại cần gấp trong cái tháng đó vì một cái lý do nào đó nhá, tiền. Và bởi vậy nên là như mình thì mình sẽ lập thêm một cái tài khoản ngân hàng nữa song song với cái tài khoản của Deutsche Bank. Có nhiều bạn thì bị một cái áp lực về kinh tế khi mà đi du học, tức là mình phải áp lực mình kiếm thật là nhiều tiền, không chỉ cho bản thân mình mà còn gửi về gia đình của mình nữa ở Việt Nam. Thì cái điều đó không có gì là đáng để chê trách cả. Tuy nhiên thì các bạn nên cân nhắc một chút. Đó là cái việc mà mình làm thêm nhiều đồng nghĩa với việc là mình rút ngắn thời gian của mình dành cho việc học. Và cái việc đó sẽ kéo dài thời gian các bạn khi ra trường. Và tuy nhiên thì ở bên Đức mình có tìm hiểu thì ở bây giờ người ta đưa ra một, tức là một cái số kỳ nhất định mà các bạn sẽ phải hoàn thành cái việc học của mình. Nếu không thì các bạn sẽ tự động bị đuổi ra khỏi trường. Đó, ví dụ như là học bachelor thì là khoảng 6 học kỳ là Interregel, tức là thông thường là 6 học kỳ. Tuy nhiên thì họ cho mình tối đa 8 học kỳ chẳng hạn. Nếu như 8 học kỳ đó mình không tốt nghiệp được thì mình sẽ bị mời ra khỏi trường. Hoặc là nếu như mà các bạn thi một môn mà thi 3 lần không đỗ, kể cả trước đó mà các bạn có học điểm rất là cao, thi rất là cao các môn khác, tuy nhiên có một môn mà thi 3 lần không đỗ thì các bạn cũng sẽ bị mời ra khỏi trường. Bạn sẽ phải chuyển sang trường khác và học một cái ngành khác. Đó là những cái điều mà mình nghe được. Bản thân mình thì không không có trải qua và cũng không muốn trải qua cái điều đó. Bởi vậy nên là các bạn hãy lưu ý một chút, đó là việc cân bằng giữa việc làm thêm và việc học. Và một cái nhấn mạnh nữa của mình đó là việc làm thêm á, nó chỉ là một trang trải một phần nào đó cuộc sống mình thôi, chứ không thể nào mà nó giúp cho mình trang trải được tất cả toàn bộ những cái chi phí trong quá trình du học được.